Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng người đã quay trở lại với kênh của mình Thì mình là Trung đây Hôm nay như đã hứa nhá Thì mình sẽ tiếp tục lên chơi video về kế toán tài chính 2 của mọi người nhé Ở những video hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau kết thúc được 4 chương rồi Rất là đơn giản thôi đúng không Thì chúng ta còn 3 chương nữa Đó là chương 5, chương 6 và chương 7 Thì ở 3 chương này là chương 5 và chương 7 sẽ có bài tập đúng không Còn chương 6 sẽ không có bài tập Các bạn có thể mở cái file sách bài tập ra ấy, đúng không Hoặc là các bạn mở sách bài tập ở trên lớp các bạn ra ấy chúng ta cũng sẽ thấy là chương 6 sẽ không có bài tập đâu đúng không? Nó chỉ còn bài tập chương 5 và chương 7 thôi. Đấy là chương 6 mình chỉ nói về lý thuyết thôi nhá. Kiểu nó vẫn có thể hỏi ấy, nhưng mà nó sẽ chỉ hỏi là gì? Câu lý thuyết thôi chứ không có bài tập gì ở đấy cả. Ok không? Đấy. Thì cho nên nhá, về những cái chương cuối này nó sẽ đơn giản hơn những cái chương đầu đúng không? Đơn giản hơn bốn cái chương đầu ta tìm hiểu. Ok chưa? Ok nhá. Tiếp giờ này, chúng ta sẽ nói về chương 5. Đó là kế toán thuê tài sản được không? Đấy, kế toán thuê tài sản nhá. À, thì nội dung hôm nay của chúng ta ấy sẽ có bốn phần. Phần thứ nhất ấy là sẽ khái quát về thuê tài sản. Đấy, cái gì cũng vậy đúng không? Chúng ta sẽ có một phần đầu tiên đó là khái quát. Phần hai sẽ là cách định khoản của tài sản thuê tài chính. Phần thứ ba sẽ là cách định khoản của tài sản thuê hoạt động. Và ở mỗi phần mình cũng sẽ chưa ví dụ cho các bạn. Đấy, và cuối cùng mình sẽ chữa thêm cho mọi người bài tập nữa. Ok chưa? Rồi nhá. Thì ở chương này nói về là gì? Kế toán thuê tài sản thì rất là đơn giản thôi đúng không? Ờ, ở đây sẽ là gì? Tài sản không phải của mình mà mình đi thuê về để mình sử dụng ấy. Đấy thì mình sẽ xem là hạch toán như thế nào đúng không? Rõ ràng ở những môn trước và ở những chương trước chúng ta vẫn chưa tìm hiểu về cái này. Đấy, gặp một cái thuê tài sản chúng ta vẫn chưa biết định khoản. Nhưng mà sau chương này, đấy, sau buổi hôm nay thì mọi người sẽ biết định khoản. Ok. Đầu tiên này mình sẽ đi vào phần thứ nhất đó là khái quát về thuê tài sản. khái quát về thuê tài sản nhá thì đơn giản thôi mình sẽ ghi rất là đơn giản cho mọi người này thuê tài sản tức là gì thuê tài sản tức là ấy, doanh nghiệp mình không sở hữu tài sản đó mà đi thuê về để dùng đúng không như kiểu là doanh nghiệp mình ấy kiếm một cái máy móc chẳng hạn đấy mà mình không mua đúng không mình muốn thuê thôi đấy, dùng ít thời gian chẳng hạn đấy, hoặc là mình cũng không thích mua mình chỉ thích thuê thôi thì đúng không đấy, thì khi đó mình đi thuê về đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ định khoản như thế nào đúng không kiểu câu hỏi như vậy và ở đây này để mà định khoản được cho đúng ấy thì chúng ta cũng sẽ phải phân loại được đúng không phân loại được phân loại của chúng ta ở đây sẽ có hai loại phân loại sẽ có hai loại loại thứ nhất đó là thuê hoạt động và loại thứ hai đó là thuê tài chính Thì ở đây các bạn hình dung này thuê hoạt động ấy sẽ là chuyển giao ít rủi ro còn thuê tài chính sẽ là chuyển giao phần lớn rủi ro luôn hình dung không đấy ok nhá đấy thuê hoạt động sẽ là chuyển giao ít rủi ro đấy như kiểu là chuyển giao ít rủi ro và cũng chuyển giao ít thời gian thôi đúng không còn thuê tài chính ấy sẽ là chuyển giao phần lớn rủi ro luôn được chưa? Đấy, và bây giờ này để các bạn phân loại rõ hơn ấy thì mình sẽ cùng mọi người đến với đúng không? Đến với hai cái ví dụ. Ta cùng đọc hai ví dụ này để xác định xem đây là loại nào trong hai loại thuê đó. Đầu tiên là ví dụ 1 này. Ngày 1 tháng 1 năm 2022X, công ty A và B ký hợp đồng cho thuê tài sản. Theo đó thì A cho B thuê một thiết bị chuyên dùng trong thời gian 8 tháng. Tiền thuê hàng tháng là 15 triệu biết thiết bị trên được mua với giá 800 triệu có thời hạn sử dụng hữu ích dự kiến là 9 năm ok chưa còn đối với dự số 2 thì vẫn y hệt như vậy được chưa mình chỉ thêm một cái thôi đây là gì thuê trong 8 năm được chưa tiền thuê hàng năm là 130 triệu đấy và tiếp theo là gì Ờ à đây thời gian sử dụng hữu ích là 9 năm khi kết thúc hợp đồng thì B có quyền mua lại thiết bị trên với giá là 50 triệu các chi phí liên quan trực tiếp là 20 triệu rồi ok vậy nhá thì các bạn hình dung này ở đây ấy, chúng ta thấy nhá ví dụ một là gì cái thời gian là 9 năm đúng không thời gian là 9 năm nhưng tuy nhiên ấy, bên doanh nghiệp mình làm sao bên doanh nghiệp mình chỉ thuê 8 tháng thôi đúng không còn ở dưới này ấy, vẫn là gì vẫn là 9 năm nhưng thời gian thuê là bao nhiêu thời gian thuê là 8 năm vậy câu hỏi đặt ra ấy thì cái nào rủi ro hơn đúng chưa cái nào sẽ rủi ro hơn thì rõ ràng ấy chúng ta phải biết đúng không một cái câu đó là kiểu là đêm dài lắm mộng đúng không tức là càng dài thì càng rủi ro đúng không? Đấy cái gì càng dài thì càng rủi ro. Đó. Thì đây cũng vậy này. Ở đây là cái thời hạn tổng là 9 năm mà đây thuê hẳn 8 năm rồi thì ngang mua rồi đúng không? Gần như là mua rồi. Tức là nếu mua người ta sử dụng 9 năm nhưng mà chúng ta thuê hẳn 8 năm luôn. Và đây chính là gì? Đây chắc chắn sẽ là rủi ro hơn đúng không? Rủi ro hơn rất nhiều. Đấy, tại vì kiểu là các bạn hình dung ấy, ví dụ sau một 2 năm chẳng hạn thì máy này nó không phù hợp nữa, đúng không? Thì mình cũng không thể nào trả được. Nếu mình trả ấy sẽ bị phạt hợp đồng. Được Nếu mà trả trước hạn chắc chắn sẽ bị phạt hợp đồng đấy thì rõ ràng cái này sẽ rủi ro hơn khi mà ấy, uh, mình đang rơi vào một cái trường hợp đúng không mình dùng tiếp thì nó không có hiệu quả mình trả thì mình lại bị phạt đúng không thì nó chắc chắn sẽ rất rủi ro còn đây 8 tháng thời hạn rất là ít thôi đúng không mình có thể cố gắng trong 8 tháng mình trả vẫn được bình thường chưa đấy nhưng mà thật ra nó cũng không thể nào mất đi cái sự sử dụng của nó trong 8 tháng được đúng không đấy, nhanh thế đấy từ mấy năm thì đây nói chung ấy đây có hai ví dụ đúng không và ví dụ hai chắc chắn sẽ là rủi ro hơn đấy mà mình đã nói rồi này rủi ro hơn ấy, tức là chuyển giao phần lớn rủi ro ấy thì nó sẽ được phân loại thành gì? Thuê tài chính, được chưa? Ví dụ hai này chính là thuê tài chính nha. Thuê tài chính. Còn ví dụ một này sẽ là gì? Sẽ là thuê hoạt động. Ok chưa? Sẽ là thuê hoạt động. Đó. Và ấy, mình cũng sẽ tìm hiểu từng cái đúng không? Về thuê tài chính, về thuê hoạt động. Trong đó ấy, thuê tài chính nó sẽ phức tạp hơn, được không? Còn thuê hoạt động ấy thì bản chất là gì? Các hình dung rất đơn giản. Thuê hoạt động bản chất là ấy, nó sẽ như là cái môn nguyên lý kế toán mình cũng có nói cho mọi người rồi ở toán điều chỉnh ấy mình có thể kéo xuống cho mọi người xem nhá cái thuê hoạt động trước Được không thật ra cái này mình định nói cuối nhờ đây tiện mình sẽ nói ngay ban đầu luôn đúng không đấy mình cũng phân biệt cho các bạn rồi mình có là thuê tài chính và thuê hoạt động đấy nếu thuê hoạt động ấy sẽ là thuê trong thời gian ngắn đúng không thuê một thời gian ngắn và chuyển giao ít rủi ro thôi cho nên ấy rất đơn giản thuê hoạt động thì giống bút toán nguyên lý kế toán ở cái phần bộ toán điều chỉnh ấy đúng không nguyên lý kế toán mình đã học rồi như kiểu là ví dụ này trả trước tiền thuê rồi sau đó mỗi kỳ kết trở về chi phí đúng không như kiểu trong bút toán điều chỉnh ấy mình có nói với các bạn đấy đó là cái trường hợp ấy đấy là gì đi thuê nhà đúng không giả sử đi thuê nhà trong 12 tháng nhưng mà mình trả tiền trước ấy có hình dung không đi thuê nhà trong 12 tháng nhưng mà mình trả tiền trước tức là ấy, vừa vào đầu lúc mình bắt đầu thuê ấy, mình đã trả cả tiền 12 tháng rồi nhưng mà rõ ràng lúc đó có chi phí chưa chưa có chi phí đúng không cho nên chúng ta vẫn sẽ ghi vào 242 là gì chi phí trả trước ấy cái tài khoản chi phí ở trước này bản chất là tài sản đúng không bản chất là tài sản thì đây chính là toán điều chỉnh là gì chuyển từ tài sản thành chi phí không đấy chuyển từ tài sản thành chi phí tức là ban đầu ấy lúc bắt đầu thuê được chưa? À, thì mình tăng cái 242 lên được chưa? khi bắt đầu thuê mình tăng cái 242 lên còn ấy, sau này mỗi kỳ có chi phí thực rồi mình sẽ kết chuyển cái 242 này sang là gì chi phí ví dụ là 641 642 đúng không đấy, ok chưa hay là 627 gì đấy ok không đấy tức là có thể là bộ phận bán hàng bộ phận của doanh nghiệp đúng không hay là ở uh, bộ phận uh, gọi là sản xuất đây đúng không đấy 6 xx được chưa đó ra kết chuẩn như vậy rất là đơn giản vậy thôi thì sẽ có hai thời điểm nhá thời điểm một là đi thuê tiền tay ghi nhận như thế nào nợ tài khoản 242 nhớ nhá cái phần tiền trả chưa có thuế chúng ta ghi vào 242 còn ấy uh, nếu có thuế đúng không thì chúng ta sẽ ghi vào 133 nếu có và có tài khoản tiền mình trả bằng cái gì thôi đúng không như kiểu tiền mặt từ ngân hàng gì đấy đó và mỗi kỳ mình sẽ ghi toán điều chỉnh khi mà mỗi kỳ đã có chi phí thực tế rồi. Thì yeah. Và chúng ta ghi như thế nào? Đấy thì chúng ta ghi là gì? Nợ tài khoản 6XX. XX ở đây là các bạn sẽ thay vào đúng không? Ví dụ là 641, 642, rồi 627 gì đấy. Thì bộ phận nào chúng ta sẽ ghi vào chi phí bộ phận đó. Ví dụ đây là thuê về sử dụng cho bộ phận bán hàng chẳng hạn. Thì các bạn sẽ ghi là nợ tài khoản 641 đúng không? Còn thuê về để sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. Thì các bạn sẽ ghi nợ tài khoản 642. Đó. Còn nếu mà thuê về để phục vụ cho phận sản xuất thì các bạn sẽ ghi nợ 627 bình thường. Ok chưa? Đấy. Và có ở đây sẽ là có tài khoản 242 đúng không? Tại vì lúc nãy các bạn thấy này, chúng ta đã tính hết cái tiền này, tiền trả đúng không? Tiền trả một lần đấy, ta ghi hết vào 242. Thì vừa sau mỗi kỳ đúng không? Chúng ta sẽ giảm 242 đi và tăng cái chi phí thực tế lên. Được chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, đây gọi là cái bị toán điều chỉnh mà gọi là chuyển từ tài sản đến chi phí đấy. Đúng không? Mình đã nói trong lý kế toán này nhá. Nên là dễ thôi. Thế thì bây giờ mình có thể cho các bạn một cái ví dụ luôn nhá, tại vì cái dạng này rất đơn giản đúng không? Chủ yếu ý, cái khó của chúng ta ở đây sẽ là thuê tài chính, được Còn thuê hoạt động rất là dễ thôi. Ta thử xem một cái ví dụ này. Thuê 6 tháng đúng không? Thuê một cái tài sản, đấy 6 tháng, trả luôn một thời điểm thuê là 60 triệu bằng tiền gửi ngân hàng, thuế VAT 10%, đấy thì hãy định khoản đúng không? À mình sẽ bổ sung nhá. Thuê 6 tháng uh, dùng ở bộ phận nhá, thêm dùng bộ phận gì? Dùng ở bộ phận bán hàng đi, ok chưa? dùng một phần bán hàng đấy dùng một phần bán hàng nhá trả luôn một thời điểm thuê là 60 triệu một tỷ ngân hàng chưa có thuế 10 phần định khoản ok thì định khoản đây y hệt như thế này luôn các bạn dung không mình định khoản đây sẽ y hệt như thế này luôn nhá đấy nợ tài khoản 242 nợ khoản 133 và có tài khoản 1 gì đấy thì vừa nhá để đơn giản mình sẽ xóa cái này đi mình định khoản luôn ở đây được chưa tại vì mình hết chỗ mất rồi ở dưới này mình cũng không có chỗ đúng không cho nên mình sẽ xóa cái này đi nha nãy giờ chắc mọi người cũng đã ghi được rồi đúng không Đấy thì mình sẽ xóa cái này đi. Được chưa? Đó. Rồi. Ok chưa? Đây. Ok, bây giờ mình sẽ ghi số ở đây thôi đúng không? toàn thấy này, nợ được khoản 242, đây là mình đang làm cho ví dụ này nhá. Nợ được khoản 242, nợ được khoản 133 và có được khoản 11 gì? Ờ, trả bằng tiền ngân hàng. Ok, đây 112, được chưa? Thế là gì? Chưa thấy này, đi thuê 6 tháng trả luôn vào thời điểm thuê thì chắc chắn là thời điểm thuê tức là khi thuê ấy, Chúng ta đã trả tiền rồi, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ phải định khoản. Nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có chi phí, mà tại điểm đó là gì? Chúng ta trả đúng không? Trả 60 triệu này. Thì cái 60 triệu là giá chưa thuế chúng ta sẽ để ở 242. Được chưa? Về 10% tức là 6 triệu, chúng ta để 133. Và tổng lại sẽ ra là 66 triệu, chúng ta để ở 112. Ok chưa? Rồi, và sau đó đến là mỗi kỳ mình phải ghi bút toán điều chỉnh đúng không? Đấy thì đây đúng không? Cứ hết mỗi kỳ chúng ta phải ghi, đấy giả sử là ngày... 30 tháng đó đúng không? Đây này, đây là thuê 6 tháng nha, đây là thuê 6 tháng thì mình giả sử là cuối mỗi tháng sẽ hết một kỳ đúng không? Mình sẽ ghi một lần. Ok chưa? Cuối mỗi tháng hết một kỳ mình sẽ ghi một lần. Vậy mình sẽ ghi nợ tài khoản gì? 6 bao nhiêu? Thì mình đã nói rồi đúng không? Dùng ở bộ phận nào thì chúng ta sẽ ghi tăng chi phí bộ phận đó. Cụ thể đây là dùng ở phận bán hàng. Cho nên đây sẽ là nợ tài khoản gì? Nợ tài khoản là 641 đâu? Chi phí bán hàng. Ok chưa? Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng. Có tài khoản 242. Đấy, và số ở đây thì mình sẽ ghi số nào? Thì mình sẽ ghi là gì? Số ở tài khoản 242 chứ số kỳ. Tức là chúng ta lấy tổng số chúng ta trả đúng không? Tổng số chúng ta trả cho từng đó kỳ chia cho số kỳ để xem là một kỳ là bao nhiêu. Ok chưa? Để xem một kỳ là bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ lấy là gì? 60 chia cho mấy? Ở đây có 6 tháng. 60 chia 6 bằng 10, được chưa? Đấy, vậy ở đây tức là chúng ta lấy 60 chia 6 ấy thì nó sẽ bằng 10 không? Vậy các bạn sẽ ghi là gì? Nợ tài khoản 641 là 10 và có tài khoản 242 là 10. Ok chưa? Đấy, các bạn hình dung không? Rất đơn giản vậy thôi. Đấy, thì đấy chính là cái định khoản bút toán là thuê hoạt động, được chưa? Thuê hoạt động chỉ cần định khoản hai cái này thôi, rất là đơn giản, đúng không? Còn ý, thuê tài chính nó sẽ phức tạp hơn nhá. Và nó phức tạp như thế nào ấy thì bây giờ mình sẽ chuyển lên trên cho các bạn. Còn ở thuê hoạt động này mình chỉ, chỉ một cái ví dụ thôi, tại vì nó giống y hệt như ở nguyên lý kế toán rồi, đúng không? Đấy, giống y hệt như cái bút toán là gì? Chuyển từ tài sản đến chi phí, cho mình sẽ không nhắc lại nữa. Đấy, mình chỉ nhắc lại như vậy thôi, được không? mình chỉ lại nhá những cái định khoản mà mình cũng làm cho mọi người một cái ví dụ rất đơn giản rồi đúng không và chương này nếu mà nó hỏi nó sẽ thường hỏi về cái thuê tài chính hơn ok không nói thường hỏi về cái thuê tài chính hơn tại vì thuê hoạt động rất là dễ đúng không rất là dễ luôn người ta thường là không hỏi như vậy Còn người ta hỏi mình ý về thuê tài chính nó sẽ phức tạp hơn một chút ok rồi thì mình sẽ đến với thuê tài chính nhá thì mình sẽ xem này dấu hiệu nhận biết của thuê tài chính là gì đúng không thì chúng ta xem ấy khi mà vào một bài ấy, thì chúng ta nhận dạng được đúng không? Đây có là thuê hoạt động hay đây là thuê tài chính? Chúng ta phải phân biệt rất là rõ đúng không? Tại vì mỗi cái nó có cách định khoản khác nhau, được chưa? Cụ thể hồi nãy mình cũng cho mọi người xem đấy, định khoản thuê hoạt động như thế nào rồi. Còn một lát nữa ấy, đến thuê tài chính loại khác. Đó. Đấy thì bây giờ chúng ta xem này, dấu hiệu nhận biết của thuê tài chính. Đó thì đây nhá. Thật ra ấy, trong cái chuẩn mực ấy sẽ đưa ra rất nhiều dấu hiệu, nhưng tuy nhiên ở đây ấy, thì mình chỉ đưa ra những cái dễ nhận biết và phổ biến nhất thôi. Thấy không? Còn mọi người có thể đọc thêm không đấy? Ok. Thì cái thứ nhất là gì? Có thể là gì? Thời hạn thuê chiếm phần lớn thời gian sử dụng của tài sản dù không chuyển giao quyền sở hữu. Tức là kiểu là dù không mua ấy, gọi à, hình dung ấy. Tức là kiểu là dù không mua đấy, nhưng mà ấy, thời hạn thuê vẫn chiếm phần lớn thời gian sử dụng của tài sản. Ok chưa? Cụ thể như nào ta có thể xem như này này. Đây, chúng ta có thể xem ở cái uh, ví dụ số 2 đúng không? Chúng ta thấy đây này. Đấy, nãy mình bảo xác định đây là thuê tài chính đúng không? Mà các bạn thấy là gì? Ở đây ý, là thuê bao nhiêu? Thuê trong thời gian là 8 năm. Ok chưa? Thuê trong thời gian là 8 năm. Đấy. Có thời gian sử dụng hữu ích là 9 năm. Chúng ta thấy này. Tài sản này ý, nếu mà để sử dụng thì nó phải sử dụng 9 năm thôi. Nhưng mà thuê hẳn 8 năm. Thấy đúng không? Thuê hẳn 8 năm luôn. Vậy thì đây có phải là cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta không? Chuẩn rồi đúng không? Đấy. Thời hạn thuê chiếm phần lớn thời gian sử dụng của tài sản dù không chuyển giao quyền sở hữu. Ok chưa? đấy nó giống như cái ví dụ 2 vừa rồi ấy đấy là các bạn sẽ nhìn rất dễ hình dung đúng không đấy tổng của 9 năm ở thuyền 8 năm ok tiếp theo này ờ, dấu hiệu thứ hai nó sẽ khó nhận biết hơn một chút đó là gì tại thời điểm khởi đầu thuê giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu gần với giá trị hợp lý của tài sản thuê giá trị hợp lý thì đơn giản là giá mua ấy được chưa đấy kiểu nó gần với tức là kiểu là giá thuê mình gần bằng giá mua rồi thì gần như là mình mua ấy thì có phải là khi đó nó sẽ là thuê tài chính không Đấy, thì tức là gì? Ở đây là mình phải làm gì? Phải tính giá trị hiện tại. Giá trị hiện tại tức là chiết khấu cái dòng tiền, được chưa? Giá trị hiện tại sẽ là chiết khấu cái dòng tiền thôi. Như ở cái chương 1 đấy, đúng không? Như ở chương 1 chúng ta cũng làm về cái chiết khấu này rồi, đúng không? Tính giá trị hiện tại rồi. Đấy, kiểu là người ta cho mình các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Đấy thì bây giờ ấy, mình sẽ tính giá trị hiện tại bằng cách quy hết tất cả về hiện tại, chúng ta cộng vào là được. Ok chưa? Trong đó này, các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu bao gồm cái gì đúng không? Đây này mình đã nói rồi đây chính là giá trị hiện tại của gì của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu đúng không vậy bây giờ chúng ta phải biết là các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là cái gì để mình chiết khấu về hiện tại được chưa đấy thì trong đó nhá nó sẽ bao gồm này một là khoản thanh toán cho bên thuê hàng kỳ trong thời hạn thuê ví dụ đề bảo là hàng kỳ thanh toán bao nhiêu triệu chẳng hạn thì đấy đấy chính là khoản thanh toán cho bên thuê hàng kỳ thì nó sẽ là khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu đấy và ngoài ra ấy sẽ là giá trị tài sản còn lại được bảo đảm cái này sẽ có ở năm cuối được chưa năm cuối sau khi mình dùng ấy mình trả lại cho người ta kiểu vậy thì nó sẽ có một cái tên là gì giá trị tài sản còn lại được bảo đảm được chưa hoặc là được đảm bảo đấy thì nó giống nhau thôi thì cái này là gì thì các bạn hình dung đơn giản ấy đây là gì khi cuối hợp đồng thuế mình trả lại tài sản cho người ta đấy thì đây là gì đây là một dạng của giá trị tài sản còn lại được bảo đảm đúng không kiểu là khi mà hết hạn rồi thì mình phải trả cho người ta đúng không? Như kiểu mình thuê 8 năm ấy đúng không? Thì tài sản đó sử dụng 9 năm mình thuê 8 năm thì hết 8 năm mình phải trả lại cho người ta đúng không? Thì các bạn hình dung ấy, trả lại cho người ta thì mình không thể nào mà trả lại cái hàng hỏng được đúng không? Đấy kiểu là cái tài sản hư hỏng mình không thể trả lại được. Đấy cho nên ấy, cái giá trị còn lại lúc trả ấy, thì nó sẽ gọi là giá trị còn lại được bảo đảm, tức là nó phải bảo đảm được là còn lại bao nhiêu giá trị đúng không? Thì mới trả. Điên bây giờ giá trị còn không rồi trả làm gì nữa? Đúng không? Ok nhá, các bạn hình dung như vậy và đề sẽ nói, được không? Rồi, và các bạn nhớ giúp mình nhá, là trước khi mà làm ấy thì mình phải tính ra được cái giá trị hiện tại này. Ok chưa? Trước khi làm phải tính ra được giá trị hiện tại này. Ok thì chúng ta mới có thể làm được. Để chúng ta xem ấy nó có gần với giá trị hợp lý của tài sản không và tí là định khoản chúng ta phải lấy giá trị hợp lý với cả cái đây này, cái giá trị hiện tại này để chúng ta so sánh với nhau rồi lấy số nhỏ hơn, đúng không? Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cụ thể ở phần định khoản, được không? còn bây giờ các bạn cứ nắm được như thế đã đó là gì bây giờ chúng ta phải tính được đấy, cái giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền dây giới thiệu câu nào cũng vậy ok chưa thế bây giờ này chúng ta sẽ để đến công thức đấy, vậy thì chúng ta biết là chắc chắn phải tính cái này rồi vậy thì tính kiểu gì đây